Từ lực Boxstar và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. À, kính mời quý vị theo dõi mục thơ chuyện cuối tuần hôm nay, 11 tháng 2 năm 2022. À, chúng tôi chọn chủ đề là Nguyễn Tất Nhiên. Nguyễn Tất Nhiên là thi sĩ, đúng như mẫu người trong bài thơ Cảm Xúc của Xuân Diệu viết tặng ở Thế Lữ. Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Thưa quý khán giả, Nguyễn Tất Nhiên thi sĩ trong đời thường, Nguyễn Tất Nhiên thi sĩ trong thơ, Nguyễn Tất Nhiên thi sĩ trong cách ăn, cách mặc và cách nói. Sài Gòn trước năm 1975 và ở hải ngoại cho tới ngày hôm nay đó, chúng ta vẫn nghe nhiều ca khúc của một số nhạc sĩ đã phổ từ thơ nguyễn tất nhiên thả như giọt mưa hai năm tình lận đận vì tôi là linh mục vân vân trong mục uh, thơ truyền cuối tuần hôm nay mong quý khán giả thứ lỗi cho uh, chúng tôi sẽ kể một vài cái kỷ niệm cá nhân ở giữa nguyễn tất nhiên với chúng tôi uh, gọi là kỷ niệm cá nhân uh, đúng ra không được um, gọi là thổ lộ ra bên ngoài nhưng mà bởi vì nó liên quan đến thơ nguyễn tất nhiên nó liên quan đến cá tính nguyễn tất nhiên nó liên quan đến người thật nguyễn tất nhiên cho nên cho phép chúng tôi được kể năm 1973 lúc đó tôi là một cái cậu học trò vừa mới học xong trung học thì nguyễn tất nhiên đã là một thi sĩ thành danh tên tuổi anh được nhiều người biết ghê lắm à, thay như giọt mưa hai năm tình lận đận vì tôi là linh mục đã vang vang trên các làn sóng phát thanh qua tiếng hát của nhiều ca sĩ. À, tại các phòng trà, ở những ca khúc này cũng được hát. Và đặc biệt là giới trẻ nghêu ngao với nhau khắp nơi, thả như giọt mưa vỡ trên tượng đá, thả như giọt mưa vỡ trên mặt em, vân vân Chúng tôi nhớ là có những người bạn ngang tuổi năm 1973, cứ ngồi đâu với nhau là đều nhắc tới với Tất Nhiên, mặc dù chưa bao giờ gặp thán phục, yêu thơ với Tất Nhiên được Phạm Duy, Phổ Nhạc vân vân Thì một đêm năm 1973, lúc bây giờ thì phong trào du ca Việt Nam có tổ chức một cái buổi lễ tưởng niệm một anh huynh trưởng, đó là anh huynh trưởng Giang Châu. Anh qua đời vì bạo bệnh. Cái đêm hôm đó sinh hoạt tại đường Trần Quốc Toàn trong một cái doanh trại quân đội. Tôi nhớ buổi sinh hoạt bắt đầu đó thì nhà báo Đỗ Ngọc Yến lúc bây giờ là chủ tịch phong trào du ca Việt Nam dẫn một cái người cao lêu nghêu đến tôi đang đứng thì hạ dẫn tôi tới gặp anh đó anh chàng nó cao lêu nghêu và mặt vác lên trời như thế này đó là cái 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 cái, cái nét riêng của nguyễn, nguyễn tất nhiên khi nói chuyện đôi khi anh ta cái miệng để như thế này và vác cái cái cổ như vậy thì uh, đỗ ngọc uyến chỉ nói nguyễn tất nhiên thì tôi phải nói ngay tôi bảo dạ thưa anh nghe đại danh hôm nay với hân hạnh được gặp mặt thì nhiên nhếch mép cười một nụ cười kẻ cả lắm lận bởi vì tôi hiểu được Nguyễn Tất Nhiên thì đã thành danh lâu lắm rồi. Còn tôi là một cái tên vừa mới đi học xong trung học, chả ai biết mình ra sao cả, có ngồi hay là không ngồi trong cái đêm sinh hoạt, người ta cũng chẳng biết. Nhưng mà vì anh Đối Ngọc Yến, trong phong trào du ca thì anh giới thiệu Nguyễn Tất Nhiên để chúng tôi gặp nhau thôi, chúng tôi quen nhau từ lúc bây giờ. Sau năm 1975, những người nào ở lại thì đều biết là cái khu vực chung quanh Bùng Binh, chợ Bến Thành là một trong những nơi tập trung đông đảo nhất dân buôn bán để mà kiếm sống bán đủ mọi thứ ờ, trong đó có những hàng quán ăn này thuốc tây này quần áo cũ này cá thịt ướp sẵn ờ, từng nồi mang từ um, nha trang về trên xe lửa chẳng hạn những sách báo mà nhà cầm quyền cộng sản việt nam gọi là đồi trụy tức là nhạc vàng và thậm chí tôi biết chắc chắn là có người bán cả súng nữa để cho những người đi vượt biên uh, từ bảo vệ lấy thì chúng tôi nhớ là Nguyễn Tất Nhiên thường thường là đi xe lửa Nhà anh ở bên Hòa mà Anh đi xe lửa từ biên Hòa đi xuống ga Sài Gòn vào giờ buổi trưa Chúng tôi gặp nhau ở đó Bữa bữa nói bữa no, no Bởi vì cái hoàn cảnh sau 75 thì đói lắm lận Đói kinh khủng Nhiên rất là kêu Tôi hay nói đùa là Nhiên kêu đến khi ngông cuồng cái Những đêm mà anh Nguyễn Tất Nhiên anh về nhà tôi ngủ Thì lúc đó mới có 20 tuổi thôi chàng về nói một câu như thế này là chàng sẽ đoạt giải Nobel văn chương. Tôi hoàn toàn thông cảm và tôi kính trọng cái lời phát biểu đó của Nguyễn Tất Nhiên bởi vì làm sao được Nguyễn Tất Nhiên 16 tuổi đã lừng lấy với những cái ca khúc mà được Phạm Duy phổ nhạc, đúng không? Thì uh, Nguyễn Tất Nhiên có mong ước một ngày được giải Nobel văn chương thì tôi cũng hiểu. Nhưng mà khi nói chuyện với Nhiên thì tôi biết ngay là Nhiên chưa có đọc một tác phẩm nào về Nobel văn chương cả thì ngày hôm sau tôi đi ra ngoài trời trời tôi đi tìm được hai cuốn sách cái cuốn thứ nhất là câu chuyện dòng sông của nhà văn Đức Hermann Hesse cuốn đó được giải Nobel văn chương cuốn thứ hai là cuốn lời dân của một nhà triết gia người Ấn Độ là Rabindranath Tagore tôi tặng mình tất nhiên nhiên đọc xong thì chàng bèn nói với tôi rằng không phải là tự dưng mà họ họ đoạt giải đâu nhé và nhiên còn chửi thề này. xin lỗi quý vị tôi hay nói nói tiếng đàn Bạch đó và kể từ hôm đó thì tôi không bao giờ nghe nhiên nhắc lại là có một ngày nhiên sẽ đoạt giải nobel văn chương nữa bởi vì thực sự nobel văn chương là một giải cao quý lắm mà không phải là một sớm một chiều hoặc là chỉ một vài tác phẩm một vài bài thơ mà có thể đoạt được mặc dù cái tầm vóc của nguyễn tất nhiên ở trong thi ca việt nam là lớn lớn lắm bây giờ người ta vẫn nhắc tới những cái bài thơ của anh mà để lại cái dấu ấn cho nhiều thế hệ sau lắm cá tính của nhiên ít nói nhưng mà khi cười đó, thì mặt anh hích cao lên thế này và nhe hàm răng lởm chởm ra thú thật với quý khán giả là tôi không biết là nguyễn tất nhiên mang cái lời nguyền truyền kiếp như thế nào bởi vì nguyễn tất nhiên mê con gái bắc ghê lắm chúng tôi sẽ nhắc lại là đây là những kỷ niệm cá nhân mong quý khán giả đại xá cho tự nhiên đi nói chuyện cá nhân ra nhưng mà nó nói về cá tính của một người bạn, một nhà thơ mà tôi hết sức là yêu mến. Trong thơ và đời thương, con gái Bắc làm khổ Nguyễn Tất Nhiên vô cùng. Thí dụ mấy câu thơ sau đây. Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc, nhớ đi hoa nhưng giả bộ ngoan hiền, nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang, nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt. Nguyễn Tất Nhiên mê con gái Bắc nhưng mà nhìn con gái Bắc như vậy. Thì trong cái đám mà chơi chung với nhau sau 75 chúng tôi hay hội họ, họp, họ, họ họp nhau ở cái chỗ trời trời ga xe lửa Sài Gòn đó. Có một cô gái Bắc giọng hay lắm, chúng tôi hay nói đùa là cô nói như là thở ra thơ vậy. mà cô bà cô đó cũng đã có bạn trai rồi. Nhìn biết chứ. Nhưng mà nhiên mê là mê có thế thôi. Tự nhiên nói với chúng tôi, nói với cả cái anh bạn trai của đó nữa. Bảo tớ chết đi được mỗi khi nghe nàng nói cái câu trời ơi bằng giọng Bắc. Tôi phải nói một cái tất nhiên như thế này. Tôi bảo bạn là bạn yêu mối tình của bạn. Chứ không phải là bạn yêu người con gái đó. Mà quả tình như thế thật. Tự nhiên cứ lặng lặng đứng bên cạnh cái cuộc tình của hai người bạn đó. Cả hai người, cô gái đó và anh chàng đó đều biết là nhiên thương cái cô gái đó nhưng mà chúng tôi chơi một đám với nhau không có ai đặt thành vấn đề cả bởi vì biết biết cái tính của nhiên nghệ sĩ yêu là yêu mối tình của mình chứ không phải là yêu cái đối tượng đó thì thưa quý vị có lẽ phải kể lại cái kỷ niệm đầu tiên mà cái cô gái bắc đó được gặp chàng thi sĩ nguyễn tất nhiên của chúng ta bởi vì cô gái đó nghe thơ nguyễn tất nhiên nghe nhạc nguyễn tất nhiên năm này qua tháng kia rồi và nói rằng có một ngày nào mà nguyễn tất nhiên ra buổi trưa đó thì tóm cổ chàng đó đi ăn chung với mọi người thì thưa quý vị cái bữa ăn chung đó nó đi tới một cái, cái hậu quả nó nó không có được uh, gọi là um, vui lắm là như thế này chúng tôi gọi thịt kho nước dừa trong đó có um, trứng thịt kho mà mới lại trứng đó thì chàng nhiên của chúng tôi ăn trứng xong thì có một câu nói đùa nó không biết chàng mới nghe răng ra chàng cười xin lỗi quý khán giả là cái um, lòng đỏ trứng hột vịt á nó dính đầy răng thế là cái cô bạn người bắc là vội vàng đứng ra khỏi bàn ăn chạy mất thì nhiên rú ngưỡng mặt mặt trên trời rú lên cười đó là cá tính của tất nhiên nghệ sĩ lắm Tôi đã thưa với quý khán giả ngay từ đầu, Nguyễn Tất Nhiên nghệ sĩ trong thơ, Nguyễn Thế Nhiên Tất Nhiên nghệ sĩ trong cách ăn mặc, chàng thì chuyên môn quần ống thấp ống cao. Nói theo ngôn ngữ là bạn chơi thân chơi với nhau đó là ống quần bên trái thì chửi bố, ống quần bên phải, tức là nó cao thấp trông nó lạ lắm. Thú thật rằng có nhiều lúc tôi cũng không cảm tưởng là Nguyễn Tất Nhiên sống ở trong cái cõi này đâu, chàng sống ở cõi nào không biết nữa. Có nhiều lúc đang nói chuyện thì nhiên trôi vào im lặng và có nhiều lần nhiên nói chắc là tôi tự tử, tử quá ông ơi nhiên là dân miền nam mà. thì mới đầu tôi nghe thì tôi hơi lo cho nhiên nhưng mà sau nó nghe riết thì tôi biết đó là cái nỗi ám ảnh một cái mối sầu thảm là trong lòng với tất nhiên khiến tất nhiên nói là câu đó thôi nhiên nghèo con sao sống vậy chả bao giờ đi xin ai cái gì chả bao giờ muốn ngỏ lời xa gần để ai giúp đỡ mình cái gì lúc nào cũng như là đi, đi trên trời như anh Nguyễn Xuân Hoàng nhà văn nói bằng người đi trên mây thì đúng là chàng đây chàng người tất nhiên đây à, đói với nhau đi chơi với nhau à, có tiền thì ăn không có tiền thì nhịn mà không cho gì ăn đấy nhiên cho cái gì tôi ăn đấy và ngược lại không bao giờ đòi hỏi nhau cả thế đây là một kỷ niệm thưa quý vị có một buổi chiều tôi đi ngang có một cái quán cóc ở đường Lê Thánh Tôn thì thấy nhiên ngồi một mình trước mặt có một ly cà phê mà cạn không còn một giọt cà phê nào cả. Thấy tôi thì nhiên vội vàng vẫy vào bảo ê ông ơi có tiền nó trả cho ly cà phê đi bởi vì từ sáng giờ ngồi không có tiền trả. Mà bà chủ quán và đi ra đi vô bà quét rác mà mình cũng phải lờ bởi vì không có tiền trả sao đâu bây giờ. Cái tính của nhiên là như vậy rất nghệ sĩ. Nhịn đói từ sáng đến chiều, ngồi trong một cái quán cà phê như vậy và túm được thằng bạn thì bỏ nó nó trả tiền dùm. Phải thưa rằng quý khán giả nào ở lại sau uh, 1975 ở Việt Nam nói chung đều thấy rằng đói ghê, đói kinh khủng. đói thế độ uh, có những lúc mà chúng tôi đi ngang qua một cái tiệm phở, đó, thấy người ta ăn một cái mùi phở nó nó bốc vào mũi gió nó thổi. Đó. Đau quặn cả ruột bởi vì thèm. Ờ uh, Nhiên cũng đói, tôi cũng đói, hai đứa và nhiều bạn bè khác cũng đói. Thì có một hôm, tôi đang đứng ở trên sân ga Sài Gòn thì thấy Nhiên dắt cái xe đạp cũ kỹ, cái tài sản duy nhất của Nhiên từ trên vác từ trên xe lửa xuống. Yên sau xe là một cái bọc ni lông. Nhiên bảo rằng cái, cái quần đó của ông bố vừa mới cho, quần mới. Và Nhiên nói với tôi rằng thuốc bán đi bọn mình kiếm cái gì ăn đi. Tôi mong quý khán giả từ Lục Bookstore thứ lỗi cho bởi vì lúc đó ở Sài Gòn tôi không có cái khái niệm gì về cái chuyện ăn một cái món ăn mà người Việt Nam mình gọi là ăn uh, sống trên đời, ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ, biết có hay không. Đó. Qua Mỹ này thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ, không bao giờ nghĩ chuyện đó cả. Nhưng mà lúc 76, đói và vẫn có cái thói quen mà mình không ý thức được cái chuyện có cái nhu cầu phải yêu thương, bảo vệ một con vật mà nó rất trung thành một con người như vậy. Nếu chúng tôi kéo nhau đen thì thịt nhìn bán cái quần đó đáng nghĩa có một cái quần lành lặn mặc thì chàng ta vẫn tiếp tục mặc quần ống thấp ống cao bán cái quần mới đấy, để, đi ăn thịt cho thì ăn xong cái bữa ngày hôm đó thì chúng tôi cũng không có liên lạc được với nhau nữa không biết tại sao tôi bị bắt tôi bị bắt cho tới gần 7 năm rưỡi sau mới được thả thì lúc ra khỏi nhà tù á năm 84 thì được tin là nhiên đã đi pháp rồi tôi nghĩ là nhiên phải đi thôi chả cách nào phải ở lại ở lại được hết bởi vì những người như nguyễn tất nhiên á, sẽ trước sau gì cái chế độ cầm quyền ở Việt Nam nó cũng nhốt vào trong chạy tù bởi vì nhiên ngang nhiên thẳng thắn nhiên rất là cương trực trong cái đời sống tôi nói thí dụ có một đêm ngồi nói chuyện với nhau nhiên đọc hai câu thơ này Chúa Phật còn lui chân trước gông cùm chế độ huống hồ chút thanh danh Nguyễn tất nhiên thống khổ nhiên kiều lắm coi như là mình ví von như là hai cái hai cái bật mở ra khai sáng ra hai cái đạo là đạo Phật và đạo Công giáo Chúa Phật còn lui chân trước gông cùm chế độ Huống hồ chút thanh danh Nguyễn tất nhiên thống khổ thưa quý khán giả đây không phải là lần đầu tiên mà nhiên đàm thơ theo cái lối khẩu khí như vậy trong cái bài hai năm tình lận đận nhiên viết như sau em bây giờ có lẽ toan tính chuyện lọc lừa anh bây giờ có lẽ xin làm người tình thua chung nhà thờ đổ chậm, tượng chúa gầy hơn xưa, chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa. Dù sao thì chúa cũng một thời làm trai tơ, dù sao thì chúa cũng là đàn ông dại khờ. nhiên nói với tôi đó, đúng ra là như muốn viết rằng chúa có gầy hơn ta chăng mà đòi khoe sưng sườn trên thánh giá. Chơi với nhiên thì biết chàng gầy lắm, gầy tông teo cho nên mới dám làm cái câu trong suy nghĩ thôi. Bởi vì nhiên bảo rằng làm cái đó mà tung ra ngoài đó thì sẽ làm mất lòng những người mà cùng đạo. Tức là Chúa có gầy hơn ta chăng mà đòi khoe xương sườn trên thánh giá. Tôi vượt biên qua Mỹ năm 1985 thì nhiên lúc đó đã từ Pháp qua bên Mỹ rồi gặp nhau bên Mỹ. Nhiên có kể cho tôi mới nghe một kỷ niệm này là cái thời gian sống ở bên Pháp á. Uh, nhiên có gặp uh, anh Trần Văn Bá. Trần Văn Bá là một uh, lãnh tụ sinh viên và là một uh, chủ tịch sinh viên của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. Đã đem lại cái sức sống cho tổng hội. Và như chúng ta biết anh đã đi về Việt Nam phục quốc và bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra tử hình vào ngày mùng 8 tháng Giêng năm 1985. Hai người nước bị tử hình là Hồ Thái Bạch và Lê Quốc Quân. Trong cái tập thơ uh, Nhiên viết uh, ngày 28 tháng Giêng năm 1985, tập thơ có tên là Bài Tâm Dung, thì có một cái bài thơ sau đây. Nhiên đã tả lại cái cuộc gặp với trần Văn Bá. Năm năm trước ở Mô Bè, người cùng ta đối ẩm. Đầu đuôi chuyện nước non, nói hoài không biết chán. Ta than nợ văn chương kiếp này ta đeo nặng chỉ mong về quê hương làm thơ trước cổng trường mắc cỡ người ta thương làm thơ bên hàng dậu bên luống mạ bờ nương cô giáo làng cảm động người nhẹ gật đầu cười bảo đường đã về sẵn ăn thua lòng bạn thôi ta nghe nghe ngờ ngợ ta ngờ ngợ nghe nghe năm năm sau ở cali đâu đâu di ảnh người cũng nhìn ta mà nói ăn thua lòng bạn thôi chúng ta biết là anh Trần Văn Bá bị tử hình vào ngày mùng 8 tháng Giêng năm 1985 cho nên uh, Nguyễn Tất Nhiên mới nói rằng 5 năm, năm trước ở Mô Bè, thì Trần Văn Bá nói với anh Nguyễn Tất Nhiên như thế 5 năm, năm sau ở quận Cam Nguyễn Tất Nhiên đi đâu cũng gặp di ảnh người tức là di ảnh Trần Văn Bá cũng nhìn ta mà nói ăn thua lòng bạn thôi. Nguyễn Tất Nhiên có một căn nhà trọ, một cái apartment ở quận Cam. chúng tôi gặp nhau vào lúc gọi là tái ngộ năm 1985 đó. Thì đang nói chuyện có một lúc Nhiên như là trôi vào trong một cái cơn mộng mị nào đó. Nhiên bảo với tôi rằng, ê, ông là muốn đuổi cái bà hàng rong bán hàng rong dùm tôi mấy sáng bảnh mắt ra mà bà làm rau hàng ôn quá tôi quảng thật thưa quý khán giả bởi vì sống tại nước mỹ trong một cặp trên lầu 2 không thể nào có cái chuyện có cái bà hàng rong nào người việt nam mà đi giao hàng buổi sáng sớm như vậy được tôi biết là nói cho người mỹ something wrong với bạn mình có điều gì nó không ổn thì thưa quý vị nhiên nói cái đó xong rồi như trở lại với cái nỗi khổ đau dai dẳng nhiên đọc cho tôi nghe đoạn thơ sau đây đời chia muôn nhánh khổ anh tận gốc gian nan cửa chùa tuy rộng mở tà đạo khó nương thân anh đằng anh đành sưng quỷ xứ, lánh đủ ngọn dao trần qua giáo đường kiếm chúa xin được làm chiên ngoan chúa cười rung thánh giá bảo đầu ngươi có sừng nhiên hiền nhưng mà lúc mà cần phải sừng cổ thì chàng của chúng tôi cũng giữ giản lắm chúng tôi nhớ có một lần đến ăn cơm uh, tại nhà của nhà văn nhật tiến ở trên đường kinh ở thành phố santa Ana nhiên mới kể tôi nghe cái chuyện mà nhiên có hơi gây gỗ với nhà văn mai thảo nhà văn mai thảo là thuộc thế hệ lớn thuộc thế hệ cha ông uh, ông mai thảo có một cái bức tính mà thế hệ sau phải học ông nói rằng không bao giờ dùng chữ nghĩa để mà chửi bới nhau ở nơi công cộng, không bao giờ dùng chữ nghĩa để chửi bới nhau ở trên báo chí, ở trên truyền hình, ở trên radio hết. Đó là cái đặc tính mà thế hệ sau rất là ngưỡng mộ nhà văn Mai Thảo. Chúng ta biết Mai Thảo viết nhiều bày thỏ ngày sinh nhật nhưng mà cái cái cuốn sách 10 đêm ngà ngọc đó thì là nổi tiếng. Thì Nguyễn Tất Nhiên bảo rằng trong một lúc một cái nhau chuyện gì không biết đó nhiên mới sững cô lên nhiên, hỏi nhà văn Mai Thảo rằng nếu anh viết về thảm kịch của các cô gái Việt Nam bị hải tặc hiếp ở trên biển thì anh có đặt tựa bài là 10 đêm ngà ngọc không? Cái lối anh nói đó thì ác miệng mà cũng đanh đá mà đó mới là nguyên tất nhiên vào lúc sững cô. Thì tôi thưa quý vị à, tôi biết một cách chắc chắn là nhà văn Mai Thảo cũng chả giận hiển nhiên cả bởi vì thứ nhất là vai trò lớn. Cái thứ hai là tính ông, ông Mai Thảo là vậy, ông không chấp đâu một lần khác thì ngồi nói chuyện chung với nhau có nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang là người mà viết cái bài bây giờ ai cũng hát mà đôi khi không biết đó là tác giả Nguyễn Đức Quang đó là cái bài Việt Nam quê hương ngạo nghệ đó ta như nước dân dân tràn có bao giờ tàn thì có gì đâu bởi vì lúc đó là Nguyễn Tất Nhiên làm thơ nhưng mà có ý định đi học nhạc để mà phổ nhạc của mình đó, hay là sáng tác nhạc thì anh Nguyễn Đức Quang em mới nói đùa anh bảo này cậu ơi coi chừng cậu đi lộn giày đó nhé thì nhiên sừng cổ lên nhân nói rằng được nó thật bên quang nó dày cái sai dày của anh nó nhỏ lắm đó thành ra không muốn đi vừa chân của nhân đâu đó chúng tôi muốn kể một cái khía cạnh đời thường của một thi sĩ luôn luôn mơ với gió và vơ vẩn cùng mây nguyễn tất nhiên chơi nhau chơi với nhau lâu và nghe nhạc Nguyễn được phổ uh, thơ nguyễn tất nhiên và đọc thơ nguyễn tất nhiên thì tôi thấy rằng cái cuộc đời của nhân buồn buồn vì tình lúc nào cũng như là một cuộc tình vừa mới tan vỡ xong thì thế đây là một cái bài thơ cho thấy rằng lúc nào nhiên cũng dai dẳng với những cái bóng hình mà đã từng làm khổ Của đời nhiên em hết thương ta rồi phải không thôi thế cho ta bớt não nùng thôi thế cho đời ta ngậm đắng còn nghe vị ngọt của tình nhân giữ cho nhau một chút tình, giữ cho nhau một ánh nhìn thiên thu, giữ long lanh, giữ xa mù, giữ phai nhạt, giữ đền bù nhạt phai. Tôi thắc mắc không biết có phải nỗi buồn, cái sự cô quạnh đó là một định mệnh của một người làm thơ như Nguyễn Tất Nhiên hay không? Bạn bè chơi với Nhiên ở quận ca mình nhớ rằng có nhiều lúc Nhiên đến chơi vào ban đêm mà ngủ lại. Thì Nhiên hay đọc hai câu thơ này. Buồn ơi, hãy để ta buồn nữa. Trong tiếng làm thinh của ghế bàn. Có nhiều đêm tôi hỏi Nguyễn Tất Nhiên rằng à, có biết cái câu thơ mà tương truyền là của Phó Đức Chính hay không? Hai câu thơ là như thế này. Cửu tuyền vô khách điếm, kim dạ túc thủy ra. Tức là suối vàng thì không có lữ quán. Đêm nay không biết trọ nhà ai. Bởi vì Nhiên hay ban đêm ngủ nhà này một đêm Ngủ nhà kia một đêm vân vân Thì Nhiên cười bảo với tôi rằng Chắc là ở dưới suối vàng Không có motel 6 đâu Một chiều một buổi chiều năm 1992 Thì chúng tôi ngồi uh, trên cái đường Moran Trước cửa tòa soạn báo người Việt Tôi mới nói với Nhiên đi vào kiếm gì ăn đi Nhiên bảo không Cái thằng chết thì Thằng sắp chết thì không có ăn Tôi bảo được rồi Không ăn thì hút một đứa thuốc lá đi nhưng mà không, cái thằng sắp chết cũng không hút điều thuốc lá nữa. Tại vì chơi với nhau mấy chục năm, nhiên hay nói là muốn chết thì tôi xem cái chuyện nói như là chuyện bình thường. Nhưng mà thưa quý khán giả, đúng một tuần sau, nhiên tự chọn cho mình một cái chết. Năm đó nhiên tròn 40 tuổi. Nhiên đã từ từ bằng cách uống thuốc, ngồi trong một cái xe, trong một cái sân chùa để không muốn làm phiền ai hết cả. Hôm đi bên cạnh quan tài của Nhiên để đưa ra huyệt mộ đó, thì một người bạn chung nó dùng kèn thổi cái bài Thả như giọt mưa. Tôi nhớ tới một cái bài thơ mà Nhiên đọc cho tôi. Sau đó tôi đi tìm trên Google, hỏi thăm bạn bè, mà không có ai giữ lại được nguyên bản cái bài thơ đó hết. Nhưng mà đại khái, tôi nhớ được như thế này. Có thể là nó sai. Bây giờ chỉ có ông bạn tôi ở một cái cõi nào đó, thì ông mới biết rằng tôi đọc sai tới mức độ nào thôi. Nhưng mà nội dung là như vậy. Tôi hô biến cái tôi buồn Tôi hô biến nỗi thường luồng đời tôi Tôi hô biến vợ Tôi hô biến con Tôi hô biến cái nào Nó hiện ra cái nấy Thưa quý vị Cuộc đời người tất nhiên Đã hô biến nhiều điều Hô biến nỗi buồn Hô biến vợ Hô biến con Nhưng mà hô cái nào thì nó hiện ra cái đó nhớ nguyễn tất nhiên và mong quý vị thứ lỗi ngày hôm nay chúng tôi nói nhiều về cá nhân mình chỉ vì đó là những kỷ niệm mà nó nó làm nổi bật lên cá tính của một người thi sĩ chào tạm biệt quý khán giả chào nguyễn tất nhiên đọc ký 3, độc giả sẽ bắt gặp một số những nhân vật hoặc từng là nhân chứng của lịch sử cận đại Việt Nam, cụ Bùi Diễm, một nhà cách mạng đã trải qua những năm tháng ra sao trong gọng kềm của lịch sử Việt Nam. Nhà báo Mỹ nào đã có công dàn xếp để trùm tình báo Cộng sản Phạm Xuân Ẩn đưa lãnh đạo tình báo tới Tổng thống Ngô Đình Diệm là bác sĩ Trần Kim Tuyến di tản khỏi Sài Gòn biến động miền Trung năm 1965, vai trò của hai đại úy Nguyễn Thừa Du và Trần Thụy Ly trong cuộc đối đầu sống chết ở Đà Nẵng ra sao. Điều gì khiến một đảng viên cộng sản trên 50 tuổi đảng là ông Tống Văn Công đã bước qua lời nguyện và thốt lên câu Cộng sản không thể sửa chữa mà phải vứt bỏ. Ngày mai đi nhận xét dòng say đi để thấy mình không là mình ai là tác giả của bài thơ này trong ca khúc một thời chiến tranh máu lửa do phạm duy phổ nhạc ký ba hiện đang được bán tại nhà sách tự lực 14318 đường Rocket Garden Road CA 92843 điện thoại 1888 204 và 714 676 8